Xin chào tất cả anh chị, và ngày hôm nay thì em Quân giới thiệu đến tất cả anh em một chiếc xúc lật lưu gông. Đây em nhìn thao tác hoạt động của nó là bới bánh luôn. Một con xúc lật khỏe không ấy, chúng ta chỉ cần nhìn thấy thao tác của nó ấy, hai cầu bới bánh ấy, bới tại chỗ luôn, quay tít hai cầu đấy ạ. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy là như thế này thì chúng ta đã biết khỏe rồi, bởi vì là máy mà nó yếu ấy không bao giờ bới bánh được như này luôn. Em khẳng định luôn anh chị nào đã kinh nghiệm dùng xúc lật lâu năm ấy. Và hiện tại thì chiếc này thì giá mới của nó là gần 1.3 tỷ, em bán cho anh em là xin được kính chào đến tất chưa cả đến 400 triệu nha, các bạn nhé. Chào mừng tất và cả đây là video sau khi mà em về đến tay em, em đã sơn tỉa lại một số cái chi tiết nhập khẩu Hồng Quang nhá, như là cái gầu và thì cái cần trong cái video ngày hôm nay em xin phép lên cho tất cả quý cô chú anh chị. Video lúc đầu anh em xem là máy mà mấy mộc dân về là nó chưa dọn dẹp thì về đến em sơn xi lại như này nhá. Đấy, mai kiệp sẽ dán cái bộ tem vào nữa. Máy rất là ngon luôn. Máy này xuất được hóa đơn cho anh em nhé. Trước thì em cũng có quay bơm động cơ ngăn kéo là cam kết là zin bản 100% luôn. Giá chỉ được 400 triệu thôi anh em nhé. Bên này rồi. Các bạn quan tâm liên hệ ngay cho em. Ngày hôm nay thì em lại lên cho tất cả rất là chất luôn anh em ạ.